Mazen sẽ hướng dẫn chúng ta cách để mà chúng ta làm Umrah một cách hoàn chỉnh, giống như Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã dạy. Khi người hành Umrah đến được Miqat, thì Miqat là những địa danh chúng ta đã biết rồi, nhưng mà cái những việc làm này ngay về thời điểm ngay hiện tại bây giờ, giống như thời điểm hiện tại bây giờ chúng ta đấy, nên làm những cái việc này ở tại nhà chúng ta hoặc là tại khách sạn là tốt nhất. Tại vì Miqat cái địa danh đó đó là tập thể, cho nên mọi người cứ đổ xô rồi đó mới làm những cái điều này thì cái thời gian nó không đủ, thứ nhất. Thứ hai nó sẽ chờ đợi rất là lâu. Thứ ba nó cái nhà vệ sinh thì nó không được thoải mái, để chúng ta làm tại rất là hẹp, cái không gian rất là nhỏ thì chúng ta sẽ bị lụp chụp, nó sẽ mất đi cái sự hoàn mỹ của những cái việc làm này. Chúng ta tốt nhất nên làm tại nhà chúng ta hoặc là tạm tại khách sạn nơi chúng ta ở trước khi chúng ta đi đến Miqat, đó là hoàn hảo nhất, là tốt nhất. Thì đó là chúng ta hãy tắm rửa cho sạch sẽ, chúng ta tẩy vệ sinh cơ thể chúng ta sạch thì râu mép đối với nam, và tẩy sạch cái phần lông nách và cái phần kính, và hớt móng tay móng chân và tóc tai chúng ta có thể hớt cho nó gọn gàng nếu chúng ta muốn. Xịt dầu thơm lên cơ thể chúng ta, lên trực tiếp lên cơ thể chúng ta, không xịt dầu thơm lên đồ ihram. Đó là những cái điều khuyến khích nên làm trước khi chúng ta đến Miqat. Bắt đầu vô mặc ihram thì ihram nó gồm hai mảnh vải này là không có được phép mai bìa, không được phép dắt sổ, không được phép salai, mà nó chỉ là hai mảnh vải cắt ra. Thì chúng ta có thể lấy bất cứ vải nào chúng ta có thể đó, mà tốt nhất là lấy màu trắng. Nếu không có màu trắng có thể lấy đồ màu, thì vải đó không nhất thiết là phải vải ở bên nước Ả Rập Saudi mới được. Thì những cái nơi khu vực Islam như Ả Rập Saudi hay là Malaysia, họ có bán quần áo ihram, bán đồ ihram này dành riêng cho nam, chúng ta có thể mặc nó nếu có thể mua dễ dàng. Còn nếu ở Việt Nam thì nó không có, thì chúng ta có thể lấy những cái vải KT tại Việt Nam chúng ta đó, vải màu trắng, chúng ta vẫn có thể lấy đó mà sử dụng cũng không có sao, cũng gọi là ihram của chúng ta. Thì chúng ta có thể đo cắt theo cái khoảng làm sao chúng ta dẫn vừa cái làm một cái dàm xà rông. Thứ hai, chúng ta sẽ cắt một miếng nó làm sao mà chúng ta phát lên trên vai, và nó làm sao có thể che kín được cơ thể chúng ta, thì đó là được, tùy theo cái kích cỡ của mỗi người lớn hay nhỏ. Còn những đồ đã bán sẵn thì chúng ta gì mặc, mua về mà mặc thôi. Còn đối với phụ nữ ăn mặc giống như bình thường, ăn mặc giống như kín đáo từ trên tới dưới, ngoại trừ gương mặt cho bàn tay thì không được phép che, trừ khi là có nam giới lạ thì che mặt, còn nếu không thì gì quài chụp phải mở gương mặt và mở đôi bàn tay, không được phép che mặt và không được phép đeo bàn tay đối với nữ. Đối với nam không được phép mặc mà để hở da phải. Chúng ta thấy một số người đó mẹ rơm nhưng họ lại để hở da phải, thì cái hành động đó là chỉ có trong cái tawaf kudu mà thôi, còn ngoài ra là bất cứ lúc nào cũng phải che kín cả hai vai. Thì bây giờ xong, chúng ta sẽ đi vào cái phần định tâm. Sau khi đến Miqat, trước khi chúng ta định tâm thì chúng ta hãy ngồi an tọa vị trí đàng hoàng. Chúng ta hãy định tâm đó là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, và có thể định tâm trước khi chúng ta lên xe vẫn được, miễn làm sao chúng ta định tâm tại cái khu vực Miqat là được rồi. Thì chúng ta định tâm, nếu là umrah chúng ta sẽ định tâm bằng cách nói ra lời labbaikallahumma umrah, đó là đối với người định tâm làm umrah. Sau khi chúng ta định tâm xong thì chúng ta hãy nên nói kèm thêm với câu nói, nếu như chúng ta bị trường hợp bị cản trở do bị bệnh, do bị thế lực nào đó làm chúng ta gì không cho chúng ta đến được Mật Cá, hay là một nguyên nhân gì cấp cản không cho chúng ta đến được Mật Cá làm tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hách chúng ta đó, hay là đó chúng ta, thì chúng ta sẽ ăn mặc trở lại bình thường mà không phải chịu phạt một con dê hay một con cừu nào hết. Đó là chúng ta nói in habasani habisun fa mahalli haythu habastani. Chúng ta sẽ đọc câu đó sau khi chúng ta định tâm xong, thì sau đó chúng ta cứ việc đi làm đó hay làm hách. Nếu có bị cản trở chúng ta được phép ăn mặc bình thường trở lại tại ngay cái điểm chúng ta bị cản trở đó, mà không cần phải bị phạt con cừu hay con dê nào cả. Một điều nữa là chúng ta nên khuyến khích nói thêm một câu này nữa là Allahumma hajjatan la ri'a'a fiha wa la sum'a. Thì đây là sunnah nên nói nó, còn ai có quên cũng không ảnh hưởng gì. Rồi sau khi chúng ta định tâm xong thì từ cái khoảng định tâm đó cho đến suốt cái thời gian làm hajj và umrah, chúng ta hãy nên thường xuyên nói đi nói lại, lặp đi lặp lại mãi cái câu nói labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Thì cái câu này chúng ta hãy nói thường xuyên, nói lặp đi lặp lại lặp hoài cho đến suốt cái thời gian làm umrah và hajj chúng ta, đến khi nào chúng ta xong cái nghi thức chúng ta mới dừng nói đó. Nam thì nói lớn tiếng, còn nữ thì nói vừa đủ nghe bản thân mình, không có nói lớn tiếng như nam giới. Tập thể Sahaba thì họ đã ngoài cái câu nói hồi nãy thì Sahaba đã thêm một đoạn rồi nữa. Labbaika dal ma'arij labbaika dal fawadil. Thì chúng ta có thể thêm hoặc là không thêm tùy, nhưng mà câu trên cũng đã đủ để chúng. Đó là xong cái phần định tâm tại Miqat và những việc làm tại Miqat. Sau đó chúng ta lên xe, chúng ta sẽ đi. Thì chúng ta sẽ đi tùy theo khu vực của mọi người hướng về Mật Cá gần hay xa. Sau khi chúng ta đã đến Mật Cá rồi
Thì sau khi chúng ta đã để hành lý tại khách sạn, lấy chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho cái việc đi làm tawaf của mình. Đối với tất cả mọi người đến Mecca, dù là Umrah hay là làm Hajj, bất cứ Hajj nào cũng phải làm cái nghi thức đầu tiên, đó là tawaf. Trước khi thực hiện thì chúng ta nên tắm rửa sạch sẽ, nhớ chỉ tắm rửa thôi, không được phép sử dụng bằng xà bông thơm để tắm, cũng không được phép xịt dầu thơm lên cơ thể người, tại vì chúng ta đang trong cái tình trạng bị hãm mình, bị cấm. Nếu chúng ta cố tình mà chúng ta sẽ bị phạt. Thì sau khi tắm rửa xong xuôi thì chúng ta đi tiến thẳng đến Masjid Haram. Thì đến cái Masjid Haram này, chúng ta có thể đi vào bất cứ cửa nào nó gần với chúng ta, thuận lợi đó, chúng ta không phân biệt cửa nào. Thì bước vào thì nhớ không phải cái Masjid Haram không, mà với tất cả các Masjid thế giới, dù là Masjid ở tại quê hương nhà chúng ta, thì chúng ta hãy bước vào bằng cái chân phải và chúng ta đọc cái lời dua mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã dạy. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaaba rahmatika. A'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Đã dạy chúng ta. Thì đến đây chúng ta sẽ đi thẳng đến Kaaba. Thì chúng ta thấy trước mặt chúng ta là Kaaba, thì chúng ta bắt đầu chỉnh sửa lại đối với nam ihram của mình khi nãy. Thì mình che kính cái hai vai, thì bây giờ mình sửa lại, mình tròn cái bên vai phải dưới cái nách của mình, cái phần bên vai trái chúng ta che mà chỉ chém ngược trở lại, thì chúng ta để làm sao cho nó hở cái phần vai phải chúng ta ra, chúng ta dắt cái lên trên vai, sau đó chúng ta đi tìm lại cái phía nào đó có cục đá đen. Thì cái nhận biết cục đá đen nó được bao quay bởi cái dòng ở ngoài bằng inox hoặc là bằng bạc gì đó, ở trong thì cục đá đen nó lõm ở bên trong, vì nếu như đông quá không thể nhận biết được á, thì chúng ta nhìn lên thì chúng ta cũng có thể nhận biết được là tất cả mọi người đến đó đều giơ tay chào, thì đó là điểm của cục đá đen, thì chúng ta sẽ đi thẳng đến đó. Thì nếu như những ngày tháng thường nó trống trải, không có người, không có trang lớn, không có gì, thì chúng ta đi thẳng vào nó, chúng ta hôn đó, tại đó là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, hôn thẳng trực tiếp lên cục đá đen. Còn nếu không hôn được nó, chúng ta sờ tay hoặc là cầm cây, chúng ta chỉ thẳng đụng vào, chạm vào nó, sau đó chúng ta hôn tay chúng ta hoặc là chúng ta hôn lại cái cây phần nào chúng ta chạm vào nó được. Còn nếu không thể nữa thì chúng ta từ xa chỉ cần giơ tay lên thể hiện là động tác và chúng ta chào nó. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ông ta đã đến ngay cục đá đen, và trước khi ông ta thực hiện sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam thì ông ta nói: này cục đá đen, ta biết rằng mày không có gây hại, cũng không có mang gì lợi ích đến cho bản thân tao, nhưng chẳng qua tao thấy Nabi sallallahu alaihi wasallam hôn mày nên tao mới hôn mày, còn nếu không tao không bao giờ hôn mày. Thì ông ta nói cái lời lẽ đó là ông ta đã hôn cục đá đen. Thì chúng ta những người Muslimin khi đến tại cục đá đen để mà chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ ibadah thì Allah subhanahu wa ta'ala cũng phải có định tâm đó, cũng phải có những cái suy nghĩ như thế, rằng cái cục đá đen đó nó không gây hại đến chúng ta, cũng không mang gì lợi cho chúng ta. Nếu như chúng ta coi dù có không hôn hay là gì, chúng ta hôn nó cũng để làm hài lòng Allah subhanahu wa ta'ala, tại đó là sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, chứ không có cái mục đích nào khác ngoài cái mục đích là làm theo sunnah của Nabi cả. Và một điều lưu ý tại cục đá đen này, không nên chen lấn để mà được hôn nó, tại vì cái việc làm hôn nó chỉ là sunnah, còn mà chen lấn để mà hôn nó thì nó trở thành những cái động tác thái quá, đôi khi nó xảy ra vấn đề là đánh lộn, thậm chí là có đánh lộn, tại vì tại cục đá đen nó do chen lấn làm bực bội, đâu vô cần tới xôi ra thì nó bực bội, nó sẽ xảy vấn đề nói chuyện lớn tiếng tại Kaaba hay là gì, có những cái hành động không hay. Thì chúng ta muốn thực hiện cái điều sunnah mà chúng ta lại làm những điều haram thì đó là không nên làm, tốt hơn thuận lợi thì làm, không thì thôi. Đặc biệt là phụ nữ, chỗ đó nó lại đông đúc nhiều quá thì phụ nữ nên tránh xa thì nó càng tốt nữa, tại đó không phải là chỗ để cho phụ nữ chen lấn vào để mà thực hiện được cái điều sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nếu như giờ trống trải không có người chen lấn thì nam cũng như nữ giống như nhau được thực hiện cái sunnah đó nếu thuận lợi, còn nếu như cảm thấy nó khó khăn, có chen lấn, có này kia thì chúng ta hãy tránh xa lần tốt nhất, chúng ta hãy cứ tiếp tục đi làm cái nhiệm vụ chúng ta, chứ còn từ xa chúng ta giơ lên chào chúng ta nói bismillah wallahu akbar là chúng ta bắt đầu đi. Đối với nam, ba vòng đầu tiên của tawaf chúng ta sẽ chạy chậm, còn nữ thì đi bình thường suốt cả 7 vòng, còn 4 vòng còn lại thì nam đi bộ bình thường trở lại. Nếu như thuận lợi, nếu chống chạy chúng ta chạy, còn nếu không chống thì chúng ta cứ việc đi bình thường, đi theo xuôi theo cái dòng của người ta đi, đừng có chen lấn, đừng gì. Hãy nhớ khi tawaf hoàn toàn để cơ thể mình tự nhiên đi theo dòng đi của mọi người, đừng bao giờ mà có thể hiện cái động tác chen lấn người này lấn người kia để cho mình được tự nguyên, để mình được thoải mái hơn. Đừng có bao giờ làm gì, làm sao mà mình đưa hết cái tâm của mình hướng về Allah subhanahu wa ta'ala, tawbat cho nhiều
zikr Allah cho nhiều, cầu xin cho thật là nhiều tại khu vực đó, không có nơi nào linh thiêng bằng tại cái khu vực đó, không có nơi nào mà nó đẹp cho người Muslimin chúng ta đến đó, hy sinh tiền bạc, hy sinh cái sức khỏe chúng ta để được đến khu vực đó, nó là điều thiêng liêng nhất của người mỗi người Muslim chúng ta, là cái mơ ước của mỗi người Islam chúng ta được gì, được đến đó. Thì khi đến đó rồi thì đừng bao giờ làm bất cứ cái gì mà cho người ta phiền hà đến mình hết. Mình có bị mà cũng vì kiên nhẫn chịu đựng đi, inshallah Allah sẽ cho mình những cái ân phước trong những cái khó khăn đó. Và một điều lưu ý, tawaf không có bất cứ cái lời dua nào riêng biệt hết, không có cái dòng thứ nhất dua như thế này, dòng thứ hai dua như thế này, dòng thứ ba dua như thế này, không bao giờ có những cái điều đó. Mà ai nói phải dua như thế này, dòng thế này như này thì đó là bid'ah. Khi tawaf chúng ta không được phép đi vòng trong cái Hijjah, tức là cái Kaaba rồi nó có một cái vòng nữa, không được phép đi trong cái vòng đó, đi trong vòng đó là tawaf chúng ta bị thiếu, phải đi lại, chúng ta phải đi vòng ngoài của cái vòng kia. Và khi đến cái Ruknul Yamani đó, nếu như có thể sờ được nó thì chúng ta sờ đó, không sờ được nó thì chúng ta bỏ đi tiếp tục, không có giơ tay chào nó, cho dù có sờ được nó cũng không hôn tay, và cũng không hôn ngay cái khu vực đó, mà chỉ sờ sunnah là chỉ sờ nó thôi, còn ngoài ra không có bất cứ sunnah gì làm tại cái Ruknul Yamani đó nữa. Và khoảng từ Ruknul Yamani đó cho đến cái cục đá đen thì chúng ta đọc lời dua mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã làm, đó là Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lặp đi và lặp lại cái dua đó cho đến khi chúng ta bước đến cục đá đen. Khi đến cục đá đen thì chúng ta bắt đầu giơ tay trả lời một lần nữa, thì chúng ta đi vào rách vào cái dòng tawaf thứ hai. Thì cứ như thế chúng ta đi dòng thứ hai, sau đó dòng thứ ba, đến dòng thứ tư, dòng thứ năm và dòng thứ sáu, và cuối cùng dòng thứ bảy, thì tất cả động tác và các hành động nó giống hệt như nhau, không có khác gì hết. Nhưng mà lưu ý một cái điều sai, khi tawaf chúng ta phải chú ý làm sao cái da trái chúng ta đó nó luôn hướng về Kaaba. Nếu như chúng ta cho cái da trái chúng ta đi bị lệch thì cái tawaf chúng ta nó bị thiếu, và nó bị gì, nó bị thiếu mất đi cái sự toàn mỹ và cái sự hoàn hảo. Cái da trái phải luôn làm sao nó là cái góc hướng về Kaaba, hoặc chúng ta cứ đi như thế, chúng ta dua hay là tikit hay đọc Quran hay là như thế nào tùy, thì đó là cái phần tawaf chúng ta đã xong. Cái phần tawaf nó chỉ có 7 vòng mà thôi, bắt đầu tại cục đá đen và kết thúc cũng tại cục đá đen. Sau khi xong thì chúng ta bắt đầu hành lễ salat sunnah. Cái salat này nó chỉ là sunnah thôi, nhưng mà đừng có bỏ nó, người nào lỡ quên cũng không sao. Thì thực hiện nó tốt nhất đó là sau cái Maqam Ibrahim. Thì nãy cái Maqam Ibrahim là cái nơi mà Nabi Ibrahim đã đứng xây Kaaba tại đó. Trước đó ông ta đứng ở dưới đất, ông ta xây từng cục đá lên, và khi nó đã cao hút cái đầu và hút cái tầm giới của ông ta, thì con trai Ismail đã mang một cục đá cao lại đặt ngay cái chỗ đó để cho Nabi Ibrahim đứng lên trên đó để mà tiếp tục xây Kaaba cho nó đủ thước tất. Và khi mà Nabi đứng lên là thời gian thì nó đã in hằng lên trên đó cái vết chân của người. Và Allah Subhanahu wa ta'ala đã phát trong Thánh Quran: các ngươi hãy lấy cái Qab Ibrahim làm cái nơi hành lễ salat. Thì Allah đã lấy cái chọn nó làm cái nơi hành lễ salat. Nơi đó chúng ta hành lễ salat sunnah đứng phía sau nó, nếu như ít người, còn nếu như số lượng người đông quá không thể đứng đó thì chúng ta đứng bất cứ khu vực nào trong Masjid Haram. Hãy tìm những chỗ trống, nhớ những cái sunnah đó chúng ta không thể thực hiện được thì chúng ta đừng bao giờ cố gắng thực hiện, đi tìm cái chỗ nào đó nó trống để chúng ta được hành lễ salat một cách điềm đạm, thành tâm, chuyên tâm, để mà chúng ta được nó ân phước nó sẽ nhiều hơn. Cho vì chúng ta cố gắng lại đạp sunnah tại đó mà chúng ta làm lụp chụp, làm lắp ráp cái salat chúng ta, nó là không có được ý nghĩa gì cả. Theo sunnah là sau khi chúng ta tawaf xong thì chúng ta sẽ thực hiện hai rak'at sunnah. Ở rak'at đầu tiên chúng ta sẽ đọc bài Fatiha, và sau đó chúng ta sẽ đọc cái bài Qul ya ayyuhal kafirun. Và ở rak'at thứ hai, sau khi đọc bài Fatiha, chúng ta sẽ đọc bài Qul huwallahu ahad. Và chúng ta có thể dua trong cái lời cái salat chúng ta. Sau khi chào salam xong thì chúng ta hãy nên quay trở lại chào cục đá đen lần nữa nếu có thể, còn nếu không chúng ta được đi. Thì đến đây chúng ta đã làm xong cái phần tawaf của những người làm Umrah. Sunnah của Nabi lúc này là chúng ta nên uống nước dầm, uống chén no xong xuôi Nabi chừa lại một ít nước Nabi để đổ lên trên đầu của mình. Đó là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Xong thì chúng ta bắt đầu hướng đến cái núi Sofa để mà chúng ta thực hiện cái việc sa'i. Khi đến núi Sofa thì khi bắt đầu bước đến chân núi Sofa thì chúng ta nói Inna Sofa wal Marwata min sha'airillah. Đó là gì sunnah là nói, còn không thì cũng không có ảnh hưởng gì. Và nói tiếp nó là Abda'u bima bada Allahu bi. Và sau đó chúng ta leo lên trên núi, chúng ta nhìn, nếu như có thể nhìn thấy được Kaaba thì chúng ta hãy nhờ về hướng về nó, còn nếu không thể bị che chắn hay bị gì thì chúng ta không quan trọng là nhìn nó. Sau đó chúng ta hướng mặt về Kaaba, chúng ta giơ tay lên, chúng ta bắt đầu dua. Cái dua là bị sai lầm, dạy chúng ta dua là
ba lần câu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama nahzab wahdah. Sau đó chúng ta dua, dua bằng những gì chúng ta muốn bằng các ngôn ngữ chúng ta. Sau đó chúng ta đọc lại cái dua này một lần nữa. Sau đó chúng ta dua, dua bất cứ gì chúng ta muốn, sau đó chúng ta đọc thêm một lần nữa, tức là ba lần. Mà giữa các khoảng đọc đó chúng ta hãy nên dua một chút xíu. Sau đó bắt đầu chúng ta xuống, rời khỏi núi Safa, chúng ta hướng về cái mất quá mà đi bộ. Đi bộ từ từ đi. Vừa đi chúng ta vừa dua, hoặc là đọc Quran, hoặc là zikir. Cũng tương tự như ở Tawaf, không có bất cứ lời dua nào riêng biệt dành cho Say. Khi đi bộ thì một lát chúng ta sẽ thấy được hai cái đèn màu xanh cách nhau khoảng có vài chục mét thôi. Thì đối với nam giới nên chạy, chạy thật là mạnh, chạy thật là nhanh qua đến đèn xanh phía bên kia, chạy với khả năng có thể. Còn phụ nữ và người già cứ đi bộ bình thường. Khi qua tới bên kia thì chúng ta trở lại đi bộ. Khi đi lên tới cái núi Marwa, chúng ta chỉ đi lên trên đó, chúng ta cũng vậy, hướng mặt về Kaaba, chúng ta giơ tay lên đọc cái lời dua giống như chúng ta đọc trên núi Safa là Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama nahzab wahdah. Và chúng ta dua, sau đó chúng ta đọc lại câu dua đó, chúng ta dua, sau đó chúng ta lặp lại câu dua hồi nãy như thế ba lần. Xong chúng ta trở xuống đi bộ trở lại núi núi Safa. Thì khi đi bộ đến cái đèn màu xanh chúng mình chạy về, cũng chạy như vậy. Thì cứ như thế, mỗi lần chúng ta đi đến cái đèn màu xanh này đến đèn xanh kia thì hai khoảng cách đó chúng ta chạy đối với nam mà thôi. Sau đó chúng ta đi bộ bình thường, sau đó lên núi Safa dua giống như vậy, sau đó trở lại mới quá cũng dua giống như vậy. Thì như thế bảy vòng. Thì cứ mỗi một lần từ núi Safa đi qua tới Marwa là một vòng, từ Marwa đi trở lại Safa là vòng thứ hai, và từ Safa đi trở lại Marwa nó làm vòng thứ ba, dòng thứ tư, dòng thứ năm, dòng sáu, và cuối cùng dòng thứ bảy chúng ta sẽ kết thúc cái tawaf của mình tại Marwa. Đó là dòng thứ bảy. Chúng ta xong cái phần sa'i của mình. Thì cái phần sa'i này nó là kết thúc của người làm umrah. Người nào làm umrah tới đây đã sắp kết thúc cái phần umrah của mình. Thì đến đây cái nghi thức của umrah ở xong. Những người nào làm umrah thì họ sẽ bắt đầu tahallul, tức là gì, họ sẽ phải hớt tóc. Nếu người nào làm umrah mà không có làm hajj sau đó thì tốt nhất nên cạo đầu, tại vì cái ân phước dành cạo đầu rất là lớn. Mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã dua đến ba lần cho người cạo đầu, và Nabi chỉ dua một lần cái sự tha thứ cho người hớt tóc mà thôi. Thì người nào làm umrah đây sau đó sẽ làm hajj thì nên hớt tóc. Và nữ thì gom tóc của mình lại, chỉ cần hớt ở phần chót tóc một lóng tai mà thôi. Sau đó những người làm umrah bắt đầu trở lại cái hiện trạng bình thường của mình thì được gọi là tahallul. Đến đây người thực hiện umrah đã hoàn thành xong cái trách nhiệm umrah của mình. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận việc hành đạo này của tất cả những ai thực hiện umrah. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho tất cả được thành công.